Như anh em đã biết, ra mắt iPhone lần nào là hot hot lần đó, đúng không? Và năm nay cũng vậy, iPhone 16 series ra mắt thì cũng được rất nhiều người săn đón nha. Chưa kể là phiên bản iPhone 16 Pro nữa. Năm nay thì nó lại hot hơn là iPhone 16 Pro Max. Không chỉ về màu sắc, về thiết kế của nó, mà kể cả là con chiếc A18 năm nay nó cũng rất là mát. Nó ngon hơn A17 Pro năm ngoái rất nhiều. Và mình cũng đã dùng nó được một khoảng thời gian rồi. Video này thì mình cũng sẽ nhắc đến iPhone 16 Pro, nó có tốt, nó thực sự hữu dụng để có thể phục vụ tốt cho cái công việc creator như là mình hay không, hoặc những bạn nào đang muốn làm content creator, muốn tìm cho mình một chiếc điện thoại để có thể phục vụ tốt cho công việc của mình thì xem hết video này của mình nhé. Mình xin 30 giây quảng cáo để nói về mức giá ở thời điểm hiện tại của iPhone 16 Pro này. Hiện tại thì nó đang có mức giá khoảng 29 triệu đồng với phiên bản thấp nhất cho bất kỳ màu titan nào tại FPT Shop, và nó cũng không còn quá cao so với những lúc ra mắt. Ở ngay thời điểm này các bạn hoàn toàn có thể mua nó được. Ngoài ra thì FPT Shop đang triển khai chương trình khuyến mãi, đó chính là FPT Shop săn giờ vàng giá sốc. Hoặc là mọi người có thể truy cập ngay vào livestream của TikTok Shop của FPT Shop nha, vào ngày 20 tháng 11 để săn deal nha anh em. Với đa dạng các mẫu mã ngành hàng đến từ laptop, smartwatch này, điện thoại, máy tính bảng, loa, máy chiếu và rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Anh em cùng tham khảo nó ngay tại đây nha. Lần này thì mình cũng sẽ không nói quá nhiều về thông số, mình sẽ tập trung vào những cái kết quả, những cái hiệu quả của nó mang lại trong cái thời gian mà nó phục vụ cái công việc của mình thôi. Đầu tiên đó chính là về phần camera của nó đi. Về camera của iPhone 16 Pro thì nó chính là một trong những phần không thể thiếu để phục vụ cho công việc creator, đặc biệt như mình đây. Về phần quay này, chụp hình sản phẩm nữa, thì mình thấy đa số nó có thể đáp ứng được tốt từ chất lượng ảnh này, màu hay là chi tiết. Ai mà hay chụp hình sản phẩm ý, hay là chụp các mẫu để có thể bán quần áo chẳng hạn đi, thì mọi người trong lúc chụp ý, hay là kể cả sau khi chụp xong, thì chúng ta có thể sáng tạo hơn với cái phong cách ảnh đó ở ngay trên camera của iPhone nha. Các bạn có thể tạo ra thêm nhiều những sản phẩm nó có sức hút hơn này, màu nó sẽ đẹp hơn. Kể cả khi chụp với người ấy, thì nó cũng như vậy nha. Các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp sau khi chụp xong, từ tạo ảnh chân dung này, hay là từ chân dung sang ảnh thường và ngược lại. Và thêm tính năng AI dọn dẹp ở trên iOS 18.1 giúp bạn có thể xóa được vật thể nhanh chóng hơn, gọn gàng, sạch sẽ hơn. Với phiên bản này thì Apple cũng đã cải thiện nó hơn sau khi nó ra mắt. Bây giờ các bạn muốn xóa thì chỉ cần bôi cái vật thể mà bạn muốn xóa, lập tức AI sẽ xóa và dọn dẹp sạch sẽ luôn. Đó, cái này thì nó cũng rất cần thiết cho những ai làm creator với mẫu ảnh này, vân vân. Còn quay video thì chất lượng video của iPhone 16 Pro hay là iPhone 16 Pro Max ấy, thì mình thấy nó không hề thua kém gì nhiều đâu, kể cả so với các hãng khác nữa. Từ quay ở trong nhà này, mình quay ở ngoài trời nữa, thì cái màu của nó sẽ luôn thực tế bằng với cả cái mắt mình nhìn thấy. Một cái hay nữa khi mà mình lên iOS 18 ấy, thì nó có một cái tính năng, đó chính là mình vừa có thể quay camera này, mình vừa có thể mở nhạc hay là phát bất kỳ âm thanh nào lên, vừa có thể quay này, vừa thu voice trực tiếp vào nữa. Cái này thì nó sẽ rất là sáng tạo cho chúng ta khi mà chúng ta quay TikTok nha mọi người. Hay là quay slow motion ở độ phân giải là 4K nữa, các bạn hoàn toàn tha hồ sáng tạo luôn. Và nút mở nhanh camera mới này ở trên iPhone 16 ấy, thì nó cũng dần dần được sử dụng nhiều hơn. Và mình chỉ cần ấn một nút vào và nó sẽ tự động mở luôn một nút camera để quay nhanh những cái vlog này, hay là quay nhanh những khoảng khắc nữa. Còn những tính năng còn lại như là zoom này, chỉnh độ khẩu độ các thứ ấy, thì đối với mình nó không cần thiết, tại vì mình thao tác nó ở ngay trên cái phần màn hình là đã quá ngon rồi. Bây giờ mình lại phải suy nghĩ xem rằng mình phải chọn cái nút ấn đó, mình phải lướt qua lướt lại thì nó cũng sẽ hơi mất thời gian một tí. Để gói gọn về cái phần camera này thì mình thấy được cái sự tiện lợi, nhanh và hoàn toàn dễ dàng sử dụng nữa. Nó không mất quá nhiều thời gian. Chúng ta có thể tạo nhanh ra một sản phẩm từ một bức ảnh này, hay là một video ở ngay trên iPhone 16 Pro này. Từ chỉnh sửa ảnh này, chỉnh sửa màu các thứ, hay kể cả là chỉnh sửa video nữa, mọi người hoàn toàn có thể dùng được cái audio mic này nữa. Mình cũng thấy khá là hay đúng không? Mà trước kia ấy, để tạo ra một cái video hay, hay là một bức hình đẹp ấy, thì chúng ta phải qua rất nhiều bước từ các phần mềm khác nhau, hay là từ các thiết bị thứ hai, thứ ba, đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy, thì chúng ta chỉ cần một thiết bị thôi. Đó, nó có thể làm hết tất cả mọi thứ ở ngay trên chiếc điện thoại iPhone 16 Pro này. Các bạn hoàn toàn có thể làm trực tiếp trên nó và có luôn sản phẩm ngay lập tức. Có một cái nhỏ nữa mà mình muốn nói cho mọi người biết, đó chính là khi mà mình quay chụp ở bên ngoài cả một ngày trời ấy, liên tục luôn, thì cái độ sáng ở trên màn hình iPhone 16 Pro nó sẽ bị giảm xuống và nó sẽ gây hơi khó khăn cho chúng ta khi chúng ta có thể quay chụp. Chúng ta vẫn sẽ phải nghỉ một khoảng tầm từ 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Tuy là nó đã được cải thiện rồi và để một lúc là nó cũng sẽ mát trở lại ngay thôi, nhưng mà mình nghĩ để hiệu quả nhất và phù hợp nhất thì nó sẽ phù hợp cho những ai có thể quay ở trong nhà này, hay là quay ở những chỗ mà thời tiết nó không quá là gay gắt. Về phần hiệu năng của nó thì sao nhỉ? Thì ngay từ đầu video mình cũng đã nói thì năm nay A18 nó sẽ làm tốt hơn con chip A17. Và nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đối với một content như mình hay kể cả những bạn khác nữa. Ví dụ như là lúc mà dựng video chẳng hạn ở trên CapCut. Sau khi quay video xong ấy thì lúc nào mình cũng sẽ dựng nó trực tiếp luôn ở trên ứng dụng CapCut. Và mình thấy rằng là nó có mượt nha. Kể cả là những video mình sử dụng nhiều hiệu ứng này, tách nhạc các thứ ấy,
thì nó cũng không có bị nóng quá nhiều đâu. Về giải trí thì sao? Mình có chơi PUBG và Genshin Impact thì trải nghiệm chơi game của mình cũng khá là tốt. Nó ít có hiện tượng giật này hay bị khựng không hình nữa. Ở trên PUBG ấy, thì mình luôn để nó là đồ họa cao nha. Vào map một cái là mọi người có thể thấy là nó load rất là nhanh và mượt nữa. Nhiệt độ của nó khi mà mình chơi khoảng độ đâu đó thì nó cũng tầm một độ 36 hoặc 37 độ thôi. Ở ngay trong điều kiện là có điều hòa nha mọi người nha. Và khi mà mình chơi ở ngoài trời hay là ở chỗ cái thời tiết nó bị nắng nóng gay gắt ấy thì chắc chắn là nó sẽ bị nóng máy và nó sẽ bị giảm độ sáng xuống. Cái này nó sẽ hơi khó chịu một tí nhưng mà nó là tính năng rồi để bảo vệ cho máy cũng như là bảo vệ cho chúng ta đúng không? Về thiết kế năm nay thì sao nhỉ? Theo như cá nhân mình đánh giá thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều, nhưng mà cái trải nghiệm cầm nắm này hay là sử dụng nó để quay chụp hàng ngày mà mình không dùng ốp ấy thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt cho mình. Chỉ hơi rém một cái là lúc mà mình đi quay chụp ấy lơ ngớ một cái là thôi là mình phải đi một mớ tiền ngay đúng không? Với kích thước 6.3 inch như thế này ấy, nó cũng không quá to so với con iPhone 16 Pro Max. Nó thực sự nhỏ gọn, vừa vặn với tay mình hơn, hay là những bạn nam nào tay nhỏ thì đều có thể sử dụng nó và nó sẽ phù hợp hơn đối với các bạn nữ nữa. Ngoài ra những bạn nào mà không có quay nhiều bên ngoài ấy, mà chúng ta chủ yếu quay ở trong nhà này hay trong studio chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về mức dung lượng pin của em nó. Nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu quay chụp của chúng ta, và kể cả sau khi quay chụp xong thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng nó tiếp để có thể chỉnh sửa nữa. Cộng với cả việc thì năm nay nó cũng đã được tăng công suất sạc lên rồi đúng không? Nó sẽ rút ngắn cho cái thời gian của chúng ta sạc pin này, hay kể cả thời gian chờ của chúng ta nó cũng sẽ ngắn hơn. Nó không được quá cao hơn so với những dòng Android khác, nhưng đối với mình nó đã có sự nâng cấp như thế này rồi là quá ngon. Thứ ba đó chính là về dung lượng bộ nhớ. Chắc chắn là creator nào chắc chắn sẽ phải lưu nhiều video, ảnh, tài liệu các thứ đúng không? Với phiên bản iPhone 16 Pro thấp nhất đó chính là 128GB thì chắc chắn là sẽ không đủ dùng rồi. Trừ khi các bạn chỉ dùng nó để quay thôi, sau đó cóp xuống ra ổ khác và chúng ta lại xóa bỏ nó đi. Nhưng nếu lên phiên bản 256GB ấy, thì giá của nó lại gần bằng với cả iPhone 16 Pro Max mất rồi. Đến đây thì lại có nhiều luồng suy nghĩ đúng không? Là sẽ chọn luôn iPhone 16 Pro Max cho nhanh, đỡ phải suy nghĩ nhiều đúng không? Cái này thì cũng là tùy thuộc vào mỗi người nha. Tổng kết lại thì ở trên iPhone 16 Pro ấy, nó có thể đáp ứng được tốt cho cái nhu cầu công việc của creator, đặc biệt là như mình đây. Theo như mình đánh giá, mình đã sử dụng và mình cũng có những cái nhìn khách quan riêng, đó chính là nó có thể hoàn thành được cho cái công việc của mình khoảng độ 90%. Các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 16 Pro này? Nó còn những cái điểm gì nữa mà mình chưa nhắc đến thì các bạn hãy comment phía dưới cho bọn mình biết nha. Đừng quên tham khảo nó tại cửa hàng Empty Shop hoặc là ấn ngay liên tục vào đường link mình đã để nó ở dưới phần mô tả rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.